nỗi xót xa đường, xót nữa đi em xót đầy ly cạn say dần ta. Đến từ thương hiệu đến từ Tây Ban Nha. Các bác cho các bác xem phân tầng của nó bên trong. Tầng con này thì rất là gấu. Đây các bác có thể nhìn thấy cái phân tầng của nó đây. Tầng rất là dài. Đây là hàng loại 1 các bác nhé. Còn tất cả hàng khác thì sẽ không có cái phân tầng như này. Phân tầng như này là hàng giống hệt hàng xịn trong chưa. Và chất lượng của nó, con loa này em bảo hành cho bác là 2 năm.